Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bảng xếp hạng các tựa game trong cùng một series. Tuần trước, chúng ta đã có series Grand Theft Auto, còn cái tên mình yêu ái lần này sẽ là The Sims. Dòng game này cùng với GTA đã tồn tại trên thị trường ngót nghét cũng đã 2 thập kỷ. Với nhiều người, The Sims còn được gọi bằng cái tên thân thương là game nuôi người hay giả lập bồn cầu. Tựa game không có cơ chế thắng thua giống các game khác trên thị trường cùng thời điểm, mà cho người chơi tạo một gia đình hay một xã hội thu nhỏ của riêng mình rồi cố gắng sinh sống ở trong game, xây dựng các mối quan hệ, giải quyết nhu cầu cá nhân. Cuộc sống của nhân vật được tạo ra vô cùng giống cuộc sống ở ngoài đời thực khi nhân vật trong game có nhu cầu ăn uống và giao tiếp. Chẳng hạn nếu như bạn đói quá thì phải mở tủ lạnh ra, cho đồ ăn vào lò vi sóng quay, trong nhà bẩn thì phải đi quét dọn, vân vân và vân vân. Nào, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng The Sims Series. Game on! Rất may mắn là tuần này chúng ta sẽ không có cái tên nào đứng ở hạng D. Vậy nên, ta sẽ bắt đầu từ hạng C. The Sims 1. Bản The Sims đầu tiên ra mắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2000 đã từng có thời điểm chễm chệ đứng thứ 31 trên 50 của tạp chí Times trong bảng xếp hạng các tựa game bán chạy nhất mọi thời đại. Vào năm 2002, doanh số của The Sims 1 đạt 6,3 triệu bản trên toàn cầu và vượt qua cả Myst, tựa game đang giữ danh hiệu bán chạy nhất cùng thời điểm. Người chơi có thể thấy The Sims 1 mang phong cách đồ họa 3D kiểu cũ trông khá cứng, nhưng cũng đã vượt trội hơn so với đa số sản phẩm trên thị trường game những năm 2000. Với lối chơi không có cơ chế thắng thua thường thấy, mà thay vào đó chỉ đơn thuần là mang cuộc sống ngoài hiện thực tái hiện vào trong game. Nhìn vào các thông số thiết yếu ở thanh bên phải màn hình và điều khiển nhân vật The Sims của mình đi đáp ứng những nhu cầu ảo đó. Điểm nhấn của tựa game nằm ở tính thực tế và logic rất cao. Ví dụ như người chơi muốn làm đồ ăn thì phải lôi đồ ăn trong tủ ra, xong nhờ vợ nấu. Không thể tập thể dục khi Sims đang mệt, hoặc nếu làm việc quá nhiều thì nhân vật sẽ la hét và buồn rầu rồi đòi đi ngủ hoặc đi chơi. Chính những tình huống nhỏ nhưng vô cùng gần gũi với thực tế mà The Sims 1 bán đắt hơn tôm tươi, đồng thời trở thành một trong những tượng đài của làng game về giả lập cuộc sống. Các bản mở rộng đáng chơi nhất bao gồm Hot Date, bản mở rộng hẹn hò nóng này mang đến khu vực downtown hoàn toàn mới, bao gồm các tòa nhà shopping, trung tâm mua sắm, quán bar, để quẩy hết mình và sập sình dập dình bên điệu nhạc jazz. Khu vực công cộng ngoài trời cũng được thêm vào và mở rộng thêm 40 tương tác dành cho các Sims trưởng thành để dễ hẹn hò và thể hiện tình cảm hơn. Ngoài ra còn thêm thanh chỉ số Interest như một thước đo tình cảm giữa hai Sims. Khi thanh tình cảm giữa hai Sims trên 80% thì người chơi có thể cầu hôn một NPC và hai người sẽ chính thức về chung một nhà. Making Magic. Making Magic hay còn gọi là chơi ngải nếu theo dân dã Việt Nam. Bản mở rộng này cập nhật khu vực mới có tên Magic Town với một loạt các NPC như Vampire, Tiên Tộc, v.v. Người chơi có thể sử dụng các phép thuật thông qua một quyển sách phép, điều chế độc dược hay các loại thuốc trong một cái vạc, vẽ bùa chú yểm lên người các Sims khác, đọc lệnh điều khiển hành động của các NPC. Ngoài ra, các Sims tại Magic Town có thể đấu phép với nhau dựa theo hệ thống tương tự như ngũ hành tương sinh tương khắc của các nước châu Á. Unleashed. Bản mở rộng này cho người chơi có thể nuôi các loại pet như thằn lằn, chim, rùa, cá. Nhưng trong tất cả, chó và mèo vẫn là đặc biệt nhất. Chúng có hệ thống skill và các thanh trạng thái riêng. Người chơi có thể tương tác với chó và mèo, dạy chúng làm trò hoặc có thể gửi chúng đi huấn luyện. Ngoài ra, nếu bạn có cài bản Unleashed cùng với Making Magic thì người chơi sẽ có thể nuôi rồng và còn có một loại phép thuật biến pet thành người. Tiếp theo sẽ là hạng B, The Sims 2. Phần 2 của tựa game ra đời vào ngày 14 tháng 9 năm 2004 với những thay đổi hoàn toàn mới so với phiên bản đầu. Đồ họa và thiết kế của game được nâng cấp và người chơi có thể xoay góc nhìn hoàn toàn chứ không chỉ được view từ một góc 45 độ như phiên bản cũ. Sims giờ đã có thể biểu hiện cảm xúc và cử chỉ nét mặt, đồng thời các nhóm tính cách cũng như điểm tính cách giờ ảnh hưởng sâu sắc hơn đến cử chỉ và hoạt động của nhân vật. Lấy ví dụ như nếu bạn tạo một nhân vật không thích chỗ ồn ào thì Sims đó sẽ khó chịu khi đến buổi party. Con trẻ trong game giờ sẽ lớn dần qua các giai đoạn như biết đi, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, già và chết, chứ không còn bất lão và không làm gì như phiên bản đầu tiên. Bên cạnh đó còn có thêm cả hệ thống Aspiration hay khát vọng sống được thêm vào. Khát vọng đó có thể là đẻ 5 đứa bé và nuôi dạy chúng. Hệ thống này là một thứ vô cùng mới mẻ trong The Sims 2, bởi giờ đây game có một mục tiêu dài hạn dành cho Sims bên cạnh các nhu cầu thiết yếu như ăn uống ngủ nghỉ. Phiên bản này cũng có các bản mở rộng đáng chơi như Nightlife. Bản mở rộng này cũng giống với bản hẹn hò nóng của phần trước, khi tập trung vào sự tương tác giữa các nhân vật với nhau,
đồng thời thêm và mở rộng các địa điểm hẹn hò như bowling, quán cà phê, quán bar. Xe ô tô cá nhân cũng được thêm vào phần này và người chơi có thể rủ thêm một sim khác đi hẹn hò. Bên cạnh đó, trong bản mở rộng Nightlife còn có sự xuất hiện của cả ma cà rồng. Người chơi nếu làm bạn với ma cà rồng có thể hỏi để bị cắn và biến thành quỷ hút máu, từ đó thay đổi toàn bộ lối chơi thông thường so với Sims là con người. Open for Business. Nếu bạn cảm thấy chán chường với việc phải đi làm thuê hàng ngày thì bản mở rộng này khá tuyệt khi giờ đây người chơi có thể tự mở một cửa hàng của riêng mình. Mặc dù quản lý kinh doanh một cửa hàng rất khó khi phải quản lý nhân viên, xuất nhập hàng và giá cả, nhưng mình đánh giá cao bản mở rộng này bởi độ hay và thực tế. Người chơi vừa có thể trải nghiệm và học hỏi kinh doanh trong game mà rút ra bài học cho bản thân. Sẽ có thêm một số perk liên quan đến kinh doanh như dễ dàng tạo các mối quan hệ, thêm các khách hàng hoặc tạo ra thêm lợi nhuận trên mỗi sản phẩm. Tất cả sẽ giúp cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Bản mở rộng Seasons. Bản mở rộng này mang đến nhiều đồ vật, khu vực mới và mang lại một yếu tố khá chân thực cho The Sims 2 bởi nó thêm yếu tố thời tiết và hệ thống mùa màng xuân hạ thu đông vào, chứ không phải lúc nào cũng nắng đẹp như mùa hạ. Đặc biệt hơn cả là sự đào sâu vào việc làm vườn và trồng trọt. Khi giờ người chơi được tạo ra một căn nhà kính, trồng vô số các loại cây cối khác nhau ở trong. Bên cạnh đó, nếu người chơi lạm dụng thuốc trừ sâu quá nhiều thì sẽ bị biến thành một dạng mới gọi là Plant Sims hay Sim hệ thực vật. Loại Sims này có thể nói chuyện với thực vật hay nhu cầu ăn uống bằng nước và ánh sáng mặt trời. Hạng A, The Sims 4. Phiên bản thứ tư và cũng là mới nhất của The Sims ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 2014, cùng với việc EA hứa hẹn rằng Sims sẽ trở nên thông minh và giống thật hơn nữa. Đầu tiên phải nói đến là việc tạo nhân vật Sims giờ sẽ có thể tùy chỉnh thông qua chuột, chứ không còn bị bó hẹp trong bảng lựa chọn như trước. Hệ thống khát vọng và trait có thể kết hợp với nhau cho ra đời Unique Trait. Điều này tạo ra sự độc nhất cho Sims. Không giống với các bản cũ, nhân vật của người chơi có thể làm nhiều việc cùng lúc. Chủ đề cuộc nói chuyện giờ có thể chia sẻ cho một nhóm Sims chứ không chỉ là đối thoại một mồm như trước nữa. Chế độ xây dựng được tối giản bằng cách kéo và thả, không còn phải xây từng bức tường như cũ. Hệ thống nghề nghiệp cũng thêm vào các phần thưởng và thử thách từ dễ đến khó tùy mỗi nghề. Hành động của Sims trở nên mượt mà hơn và ít có thời gian chờ giữa các hành động. Các bản mở rộng của The Sims 4 bao gồm Season. Bản mở rộng này được cho là bản đáng mua nhất của Sims 4 khi nó thay đổi toàn bộ lối chơi thông thường, mang vào 4 mùa xuân hạ thu đông, nâng cao trải nghiệm và chân thực cho người chơi. Ngoài ra còn có thanh nhiệt độ để người chơi điều chỉnh nhân vật mặc sao cho phù hợp với thời tiết. Các lễ hội hàng năm cũng được thêm vào và ở nhà trồng trọt cây cối cũng được coi là một nghề nghiệp tuyệt vời. Bản Season còn đem đến vô vàn những vật dụng mới tương ứng với mỗi mùa như bikini, áo ấm, lò sưởi và hệ thống các ngày lễ hội tương ứng với từng mùa. Realm of Magic. Độc dược học, bùa chú học, môn bay, chăm sóc sinh vật huyền bí, tất cả đều trở thành hiện thực trong bản game pack này. Nếu bạn là một fan cứng cựa của Harry Potter thì đây chắc chắn là một pack không thể bỏ qua. Người chơi sau khi đi qua một cánh cổng sẽ được đưa đến một ngôi trường phép thuật trên một hòn đảo bay tồn tại ở chiều không gian khác. Điều này gợi nhớ khá nhiều về ga tàu 93/4. Tại đây, người chơi sẽ được chọn hệ ma thuật phù hợp với mình và bắt đầu theo một trong 3 vị bậc thầy để học hỏi ma thuật. Mọi phép thuật mà người chơi đã học đều được lưu trong một quyển sách phép và có thể lôi ra sử dụng bất cứ lúc nào. Vampires. Bạn muốn có một câu chuyện tình lãng mạn hơn cả loạt series hừng đông? Muốn làm hot girl Bella có một anh chồng ma cà rồng đẹp trai ngầu lòi? Bản game pack này sẽ giúp mong muốn của bạn thành hiện thực khi người chơi có thể tạo nhân vật của mình thành quỷ hút máu và có những sức mạnh đặc trưng như siêu khỏe, siêu nhanh, biến thành rơi hoặc sương mù. Đồng thời còn có thể biến Sims khác thành một ma cà rồng, mê hoặc Sim bình thường để hút máu họ, đưa nạn nhân đến vùng đất Forgotten Hollow tối tăm với những ngôi nhà kiến trúc thế kỷ 18 và sống một cuộc sống vĩnh hằng. Vị trí cuối cùng và cũng là tựa game hay nhất trong cả series, vị trí đứng đầu bảng và cũng là hạng S thuộc về The Sims 3. Ra mắt vào mùng 2 tháng 6 năm 2009, The Sims 3 làm cộng đồng fan của dòng game phát rồ bởi giờ game sẽ theo chiều hướng hoàn toàn mở rộng như tựa game GTA. Người chơi sẽ không còn phải chờ loading screen một lúc lâu nữa, mà giờ game hoàn toàn là một khối đồng nhất. Sims sở hữu xe hoặc gọi taxi thì có thể ngắm thành phố trong lúc di chuyển đến khu vực mình muốn. Chế độ xây dựng nhà cửa nay được tự do đến mức tối đa khi bạn có thể chỉnh màu cả những chi tiết nhỏ như vật dụng trong nhà hay ô cửa sổ. Đồng thời đồ họa và thiết kế của phần 3 có hơi hướng tả thực so với phần 4 và phần 2. Maxis Studio giới thiệu về việc tạo Sims của phần thứ 3 chân thực đến mức bạn có thể tạo được khuôn mặt của bản thân trong đó. Nhân vật của người chơi giờ có hẳn một bảng tính cách để chọn lựa và có thể lên tới 5 loại đặc điểm tính cách khác nhau để tạo thành nhân cách đồng nhất. Phần 3 chỉ bao gồm 11 bản mở rộng, không giống như phần 4 của The Sims bị xé lẻ thành 21 phần, bao gồm cả bản mở rộng và cả game pack.
Đấy là còn chưa tính đến cả các gói nội thất và các kit. Để sở hữu full game Sims 4 với tất cả mọi thứ thì người chơi sẽ phải tốn đâu đó từ 1.500 đến 1.700 Mỹ Kim, đủ để thấy sự hút máu quá đà từ EA tới người chơi như thế nào, mặc dù bị cả cộng đồng fan cho rằng Sims 4 là một bước thụt lùi của series game. Trong The Sims 3 cũng có các bản mở rộng đáng chơi như Late Night. Nếu ai yêu thích một sự sang chảnh và cuộc sống về đêm thì không thể không cài bản mở rộng này. Bạn có thể ghé thăm hộp đêm sập sình, câu lạc bộ khiêu vũ mờ ảo và các lounge ồn ào nhưng không kém phần thanh lịch. Giờ bạn có thể chọn sống ở studio và căn hộ áp mái xa hoa thay vì nhà ở. Nếu có đủ tiền và khả năng thì người chơi có thể mua một căn hộ hạng sang với bể bơi cong giống như Sky Villas. Ngoài ra còn có những địa điểm mới để như bồn tắm nước nóng hoặc thang máy. Nếu ưa thích âm nhạc thì hãy tạo ra một ban nhạc của riêng mình và đi biểu diễn ở các hộp đêm, tham gia các buổi tiệc rượu tại các quầy bar và chơi những bản nhạc du dương cho tới khi trời sáng. Bản mở rộng Supernatural nghe ảo ma Canada đúng như cái tên của nó. Giờ người chơi có thể khởi tạo nhân vật là vampire, zombie, tiên tộc, người sói, phù thủy. Điều thực sự thú vị ở chỗ, loại Sims đặc biệt này có thể kết hôn với bất kỳ loài siêu nhiên nào khác và cho ra đời một em bé chủng loài của ba hoặc mẹ. Ngoài ra, người chơi có thể học phép thuật như biến hình, mang sự sống cho vật vô tri hoặc học giả kim thuật, một kỹ năng mạnh mẽ để thực hiện các thí nghiệm điên rồ, tạo ra những lọ thuốc kỳ lạ. Bản mở rộng này khai thác chủ đề sinh vật siêu nhiên khi nói về sức mạnh, lý tưởng sống và đồ dùng đặc trưng cho từng loài. Bản mở rộng này sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho tựa game chính nếu bạn yêu thích các sinh vật giả tưởng cũng như phép thuật và cổ tích. Bảng xếp hạng các tựa game trong series The Sims và các bản mở rộng dựa hoàn toàn vào ý kiến cá nhân của người viết và không bắt ép tựa game nào phải ở mức rank nào. Đồng thời, mỗi một phiên bản The Sims ra mắt đều có rất nhiều thay đổi so với các bản khác mà mình chưa thể nêu hết ra ở đây được. Nếu các bạn có ý kiến bổ sung hoặc quan điểm của riêng mình, hãy comment bên dưới phần bình luận để cho mọi người cùng biết nhé. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.